Mật là không thể nào bẫy không muốn bẫy. Chết lắm nhá, khô cái kia dễ chết lắm. Khá đâu, khá đâu, khá đâu.
À đâu, u cốc hiên đi sang đây nè anh ơi. Có lỗ mà. À, đây là sao mình đó. Hai lỗ đó. Chắc phải đợi cho cái đắt. Chắc không? Đi không? Ô, đi về tìm không ai. Tìm rồi, em đi thăm bên kia rồi. Một con. Thằng nữa đào được không? Được lấy 30 quần nữa nhỉ? Tìm vẫn đang còn nữa. Này. Cái này nó cày. Cày lên rồi mới nhiều. Cày lên rồi nhỉ? Có cày trồng sáng không? Có chứ. Không có cày lạt bữa nhá. Ôi, năng giao đủ tiền là còn chiều làm bữa thôi. Chiều tôi ra tôi lạt cho nhá. Ừ. Giang trên đây không chặt luôn đi. Tôi cái tôi chặt đi mà đầu lợi không ạ? Mê nha. Tôi nói trên đây rồi. Này để bán vài tấn giống. Hầu như những kêu. Cái cây vàng vàng lá nó là bị vậy. Cái loại đó là giống khác lần. Rồi. Túi thôi. Quay xa xa. Mất công. Đây con này hắc lá mất rồi anh lão. Mày cũng biết mà chứ à. Biết tôi thôi. Tất cả trụ một chỗ. Không đâu, con Hải vợ ông Quân hôm qua chiều Dương bảo anh đẻ tiếp đi. Rồi. Anh Dương bảo hơi dài dài. Vợ anh mà đẻ tiếp là ra con trai. Béo. Là bảo chứ không em không đẻ, bảo em đẻ tiếp ra con gái. Bảo gửi. Nhưng ra con trai gái thì anh nuôi chú. Chú kêu Hải à? Anh nhờ. Nhưng mà cái này đúng mà ăn nóng rồi ngon. Vâng. Nóng rồi ngon. Đúng rồi. Anh điện coi. Lười. Dạo này hắn lại thích uống. Điện em nói cho. Lúc tối cũng ngồi uống.